thôi. Thì gấp kia nó hay quá rồi. Xin chào anh em, chào mừng anh em đã trở lại với channel YouTube của Team Design Soccer. Và trước đây thì đã hướng dẫn với mọi người về cái kỹ thuật cơ bản của sút bóng làm sao cho mạnh và chính xác. Đó là hướng dẫn trên phương diện là lý thuyết thôi. Còn về thực hành á, thì chúng ta phải có những cái bài tập để tập quen với cảm giác thì cái kỹ năng sút của mình mới phát triển và tiến bộ được. Thì trong cái những cái bài thực hành á, thì có 5 cái bài thực hành cơ bản. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu nha. Và bài tập đầu tiên thì muốn hướng dẫn mọi người là ra bài tập để mình có thể quen đến cảm giác sút bóng bằng điểm sweet spot và tiếp xúc vào tâm quả bóng. Mình sẽ đứng gần vách tường khoảng 1 mét thôi và mình sẽ đá vào vách tường bằng cái điểm sweet spot, nhớ là đá tâm quả bóng, đừng để quả bóng bay lên mà bóng nó sệt sệt, đá nhẹ thôi, dội vào tường văng ra như thế này. Đấy. Thì bài tập này là để mình quen với cảm giác tiếp xúc bóng bằng cái điểm sweet spot này. Cái điểm này là điểm cứng nhất trên bàn chân. Sút bằng cái điểm này bóng đi rất là mạnh. Và tâm của bóng phải quen với tâm của nó. Chứ nếu mà đá xuống dưới đây thì bóng sẽ dễ bay lên trời đó. Đây là bài tập đầu tiên là quen với điểm sweet spot nha. Bài tập thứ hai đây là để cải thiện cái việc lấy đà. Đà sút rất là quan trọng, tại bạn phải lấy cái đà rất là tốt thì bạn mới có cái lực sút mạnh được. Thì bài này nó là như thế này, mình sẽ đẩy cái bóng ngang qua, đẩy ngang qua rồi đó mình lao lên một bước mình sút. Ok. Nên tập với cái vách tường kia, nhưng mà mình lấy mình xuống xong thì cái banh nó trở lại với phía chỗ mình có thể tiếp tục mình tập tiếp. Chứ nếu như mà nó không có vách tường mình phải chạy đi lụm rất là mất thời gian. Ok, bài tiếp theo là bài tập lấy đà. Tạo cảm giác lấy đà với bóng thì khi mà mình thi đấu trên sân đó, mình sẽ quen với cái cảm giác mà mình muốn dứt điểm là mình sẽ bắt đà, mình dứt điểm được liền. Thì để sút chính xác á, thì mình phải có đặt những cái target, những cái chỉ tiêu tập mỗi cái buổi cho mình. Thì mình đằng kia mình đang dán băng keo ở đó. Mình sẽ tạo một cái ô vuông trên cái bức tường. Và mình sẽ đá liên tiếp phải nhiều thật nhiều trong một buổi tập. Như mình đá 30 quả thì mình phải ráng làm sao 30 đến 40 quả, thì phải có ít nhất là bao nhiêu 5 hay 10 quả gì đó chúng cái hồng tâm đó. Hoặc mình có thể tạo cái hồng tâm nó to hơn tí xíu nữa thì mình đưa cái target thì nó cao hơn. Phải nhắm vào hồng tâm đó, mình tập suốt đưa đặt cái trụ hướng về cái hồng tâm trên đó rồi xuống ngay tầm quả bóng, buông chân và hướng vào cái học tập đó thì mình sẽ có thể có cú sút chính xác vào cái điểm đấy. Khoảng cách từ đây cho đến cái hồng tâm đó khoảng là 10 mét, thì khi mà mình cảm giác mà 10 mét mình đá trúng hồng tâm đó được nhiều rồi á thì mình thể ra 15 mét để mình tập. Chú ý nha, lúc này là chỉ mình tập kỹ thuật sút chính xác thôi, còn không cần nhất thiết phải quá mạnh, quan trọng phải chính xác vào cái điểm đó trên đó. Bài tập thứ tư là bài tập sút khi đang di chuyển. Thì mình có thể sử dụng ở đây những cái marker mình đặt. Mình sẽ lừa qua những cái marker này, sau khi mình lừa qua xong mình dứt điểm vào khung thành. Và cái nữa là hoặc là mình có thể nhờ một người đồng đội tập trung đang đứng ở bên kia, mình chuyền bóng cho họ, họ trả ngược bóng về, mình lao lên mình sút. Đó là những bài tập sút lúc đang di chuyển. Nó thể mình cải thiện vào thi đấu thật. Tại vì khi thi đấu các bạn không thể nào mà bạn đứng yên bạn sút cả, chỉ có phát đá phạt thì mới đứng yên sút thôi. Còn đang thi đấu là
mọi tình huống là bóng hầu hết đang di chuyển thì phải cải thiện nó bằng cách là tập sức bóng khi đang di chuyển. Và thứ năm đó là fitness. Để mà sức mạnh á, thì không đơn thuần chỉ là kỹ thuật không. Nếu mà khi mà bạn đã vững được kỹ thuật hết rồi thì vẫn còn cái giới hạn nữa, đó là sức mạnh của đôi chân, cơ gộp có đùi này, bắp chuối này, cổ chân phải khỏe nữa này, thì lúc đó anh em sút mới có thể mạnh được, mạnh hơn được. Nếu mà sút đúng kỹ thuật thì nó sẽ mạnh, và chân khỏe nữa thì sẽ mạnh hơn nữa. Thì có, nếu như mà để phát triển cái lực, cái cơ chân cho nó to ra hoặc nó khỏe ra, cái anh em phải ra phòng tập gym tập mỗi ngày. Nhưng mà cái đó thì nó mất thời gian. Mà nhiều khi anh em đi tập gym xong anh em về tập gym luôn, xong rồi cái bỏ, không thèm tập đá bóng nữa. Ok, thì mình đây mình có ba cái bài cơ bản mà mình hay tập để mình cải thiện cái lực chân của mình. Bài squat. Đấy, xuống, lên, xuống, thẳng lưng ra nha, xuống, đó là cải thiện cái đùi của mình ha. Và bài thứ hai, bài lunge, còn một cái bài nữa là bài cải thiện bắp chân, là mình kiếm một cái chỗ cao cao. Không nhất thiết phải cao đâu, nói chung là để đứng lên cho nó lồng gót chân ra ngoài và một điểm để giữ thăng bằng. Đây, được không? Đây, xuống, lên, 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 xuống, lên, lên, lên. Sau khi tập suốt xong rồi á, tập những cái kỹ thuật khác rồi á, thì mình dành khoảng 10 phút để tập những cái bài tập để cải thiện cái cơ chân. Nó sẽ cải thiện cái bắp chuối của mình à, một cái là đùi trước, đùi sau, rồi bắp chuối. Rồi cái bài vừa rồi cũng là cải thiện cái cổ chân. Cái cổ chân của bạn khỏe, bạn suốt mới tốt được. Và phải giữ chắc cái cổ chân, nếu không là sẽ gây chấn thương. Nếu mà cổ chân không khỏe, suốt bị tẹt này nọ, sai kỹ thuật là nhiều khi chấn thương, đau mắt cá này nọ, là lúc đó bạn phải nghỉ tập. Ok, ba bài. Yeah, và vừa rồi là 5 cái điểm cách mà mình muốn chỉ các bạn để các bạn có thể cải thiện được sút và cách sút bóng sao cho có thể mạnh chính xác. Và anh em đừng quên tập luyện nó mỗi ngày, tại vì nếu không có tập luyện thì sẽ không bao giờ tiến bộ được. Phải cố gắng tập luyện chăm chỉ thì lúc đó khả năng của anh em mới có thể phát triển được. Channel của mình là TV Thai Soccer. Xin chào và hẹn gặp lại ở số lần sau.